các bạn, hiện nay tôi đang ở có mặt trên tuyến đường Quỳnh Cương, khu vực Hồ Sáng Thổi thuộc phường An Cư của quận Ninh Kiều. Hiện nay là 17:30 thì mực nước ở khu vực này đã lên tới đầu gối ạ. Và các bạn, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là lực lượng công an ở tại địa phương đã có mặt để mà hỗ trợ cũng như là cảnh báo người dân không vào khu vực ngập nước sâu này. Đoàn thanh niên phường tập trung lực lượng hỗ trợ chia đều ra các điểm trên địa bàn phường, nhất là địa điểm Hồ Sáng Thổi. Buổi sáng thì chúng em có mặt lúc 6:30, còn chiều thì là khoảng 5:00 tụi em có mặt để ứng phó với chiều cường. Chúng em hỗ trợ thường ở các điểm ngập lụt trên địa bàn phường là khoảng từ 2 tới 3 tiếng. Mặc dù là lưu lượng xe qua lại cũng như là người dân lưu thông thì có dấu hiệu giảm, nhưng mà do là cái khu vực này nó có rất là nguy hiểm, cho nên là bản thân em cũng như tất cả các bạn đang trong tinh thần sẵn sàng để túc trực cho đến khi mà dấu hiệu chiều cường có dấu hiệu giảm. Hiện tại thì em đang cùng với các bạn trong đoàn phường Cái Khế là hỗ trợ người dân ở chiều cường dâng cao tại tuyến đường Cách Mạng tháng 8. Công việc này tuy có đôi chút khó khăn vất vả nhưng mà tụi em vẫn muốn cống hiến tuổi trẻ và sức của thanh niên để giúp người dân hỗ trợ về nhà an toàn trong lúc chiều cường dâng cao. Chiều cường lên cao lên tới mí bệnh viện Hòa Hảo luôn á. Nhờ mấy anh mấy chị đoàn thanh niên với mấy anh công an đồ chỉ dẫn thôi, cũng kẹt xe từ chiều bây giờ á. Làm việc rất là nhiệt tình, hăng say. Hồi nãy là 5:30 em có chạy đi ngang qua đây để chuẩn bị đi đi chơi cầu lông thì xe tắt máy. Sau đó thì mấy anh đoàn trong đoàn thanh niên á xuất hiện thì mấy anh giúp đỡ cho tụi em. Tại vì mấy anh đẩy xe lên ở chỗ ráo. Bây giờ thì tụi em phải đợi nước xuống để đi xíu nữa đi về. Em cảm thấy có mấy anh thì rất là đỡ cho mọi người. Ở cái thời điểm mà chiều cường tăng thì trên cơ bản thì tất cả các bạn đoàn viên thanh niên thì có thể là có rất là nhiều sự vất vả, như là dầm mưa rồi đứng nước từ 2 đến 3 tiếng nên là có thể là vất vả cho các bạn. Và cái tinh thần của các bạn thì trên cái tinh thần tình nguyện, xung kích, nên là dù có khó khăn tới cỡ nào thì các bạn cũng sẽ cố gắng để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ.